Cái này ghép đi, là thằng Hùng ghép ảnh hại nhà cháu. Đúng rồi. Mày tại sao nói trên nhà cháu? Hùng ơi! Nói điện cho người ta. Hùng ơi! Nói điện cho người ta, thế là tôi mới đứng tích hình được. Tôi nghe được từ đâu, từ đầu tôi cuối câu chuyện là coi như là tính nhìn thấy cái ảnh. Cứ bình tĩnh, thôi thì vợ chồng thế nào cũng phải thôi. Thôi chú đứng lên đi, chú đứng lên. Đứng lên. Thôi chú đứng lên, chú đứng lên. Đứng lên. Thôi. Khó lên đây. Thôi chú yên tâm. Thôi xin lỗi. Thôi tao bỏ đứng lên đi con. Để con mở chuyện này. Con có thể không? Đấy, cái việc đấy. Thì thôi bây giờ chú xuống chú và trước cô về đi. Cô ở đâu chú xuống trước cô về đi. Để xin lỗi cô cho nó vợ chồng và tổ giao và để cho con cái nó có bố có mẹ. Con phải là người như vậy đâu. Từ trước giờ con nói bố không tin mà. Đấy. Mày ảo cái cổng à. Bà thấy chưa? Mày thấy chưa? Bà thấy nhá, đâu phải bà thường nhau. Hôm nay nhá, tôi cho bà này đi luôn nhá. Nhá. Đừng, con đứng lại không, đứng lại không. Minh ơi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Bà tỉnh nhỉ? Bà nhận ra cháu là ai không? Không, anh hết ai nữa. Thế bà ông sao cho bà mày sao cháu biết mà lại bảo hoài bá như vậy nhỉ? Bà nhờ cháu cháu à? Không, bà không. Ôi, ôi. Đấy. Bà ơi. Sao? Vậy đây là cái việc của cháu này. Cái việc của chú ấy. Bây giờ anh hôm nay là thi lên nói, hôm nay không biết làm sao thế lại lên nhà cho chú. Thế là ngủ sao là bà cầm dao mình để chém tôi. Cái gì? Sao mẹ sao gì vậy? Sao bà chém mình làm sao? Bà lại chém mình. Sao bà lại như thế bà? Con cái việc của tôi sao bà lại như vậy? Tôi nói với chú vậy. Chú là coi như là bị thằng Hùng ấy là tôi biết cái việc của nó làm với lại cô chú là nó điện cho cái thằng nào ấy ghép ảnh ghép ống gì ấy là tôi bảo là bà, thằng không. Thằng không, sao thằng Hùng điện ghép ảnh không? Thật đi cái gì nữa tôi nói là chú cứ bình tĩnh. Thế là tôi bảo là thằng Hùng là coi như là mày nếu mày mà làm cái trò khốn nạn vậy thì là mẹ lên mẹ nói với thằng Hồng Anh với lại con Hoài mày không lên mà nhận tội đi là tao lên để cái gia đình người ta tan nát thì là mẹ lên là mẹ nói hết từ đầu đuôi câu chuyện như vậy. Thế là chú ạ nó bắt tôi là nó buộc tôi trói cho tôi là nó bắt tôi đông tưởng là tôi không đi được là từ đấy là đi là tôi không biết cái gì nữa là sao hôm nay tôi lại ở trên nhà chú yêu cả anh ơi nghe chú đi thật không bố nghe thấy chưa hôm nay bố không tin cô không tin cô. Thôi không tin chưa? Bố không tin con. Vậy nên là chú phải đi tìm cô ấy về đi. Không thì vợ chồng chú coi như là tan cửa nát nhà mà coi như là vợ chồng coi như vậy. Mà tại thằng Hùng là coi như là thằng Hùng làm gì mà? Nó làm ra cái chuyện đấy. Cái này ghép đấy là thằng Hùng ghép ảnh hại nhà cháu. Đúng rồi. Vậy tại sao nó trên nhà cháu? Hùng ơi! Nói điện cho người ta. Hùng ơi! Nói điện cho người ta thế là tôi mới đứng tích hình được. Tôi nghe được từ đâu từ đầu cuối câu chuyện là coi như là tính nhìn thấy cái ảnh. Thế chấn vào tôi bảo là tôi đánh nói cho tôi bảo mày phải lên mày phải xin lỗi luôn cô chú đi mày làm như vậy là tan cửa nát nhà người ta mà vợ người ta có như vậy đâu mà có chúa. Như vậy mà để cho chú đánh cô ấy để bỏ nhà bỏ cửa để cả di dị nhau thế là nó trói tôi nó bắt lên trong giường là từ đấy tôi không biết cái gì nó hôm nay tôi thì thấy tôi sao sao tôi để chân nhà chú tôi ngủ mà tôi mở mắt ra tôi thấy bà cầm dao bà định chém tôi bà để bà sao bà là mày bà sao thế bà biết nhiều chuyện sao bà là mày biết nhiều chuyện bà đấy cho bà đi luôn nó hại nhà cháu đây. Nó ở nhà cháu. Nó ghép ảnh hai bố cháu với mẹ cháu đây này. Gì đây bà? Gì đây? Vì tự nhiên mà rời đây. Mày bà ơi. Bây giờ mẹ biết không? Đấy, mày đánh cháu. Vợ chồng chú tan cửa nát nhà bà. Mẹ biết không? Mẹ nói lên đây luôn này. Mày nói làm gì? Bà không bảo nó đi để dạy bảo nó đi để còn bênh nó làm gì để cho người ta đi. Tôi nói với bà nhá. Bao nhiêu năm nay rồi. Khổ lắm rồi. Bây giờ tôi gặp nó. Tôi không muốn mất nó. Thì mình như vậy.
Nghe chưa? Mất đây, mất đây. Đi con đứa rời hơi đây. À, đứa em rời hơi đây. Ủa thấy chưa, bà thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, đất hồng, coi như là vợ chồng người ta tan cửa, nó trả lấy khổ như vậy đấy. Khổ lắm rồi. Mẹ mình không, hả? Lần sau bỏ ra. Đứa em rời hơi đây. Nó toi tao không biết cái gì nữa. Hôm nay sao tao nằm ở trên nhà chú, tao mở mắt ra tao thấy bà thì cầm dao bà chém tôi. Là tao biết tao ở trong này là tao biết cái ngoài nó về là tao biết. Đấy. Thôi chú à, chú cứ bình tĩnh, chú cứ bình tĩnh. Thôi thì vợ chồng thế nào có cũng phải. Thôi chú đứng lên đi chú ơi. Biết không mà. Thôi chú đứng lên, chú đứng lên. Đứng lên. Thôi thôi thôi. Khổ lắm rồi. Thôi thôi chú yên tâm. Thôi chú ơi. Thôi tao bố đứng lên đi con. Để bố mời chết đi. Bố đứng lên. Đấy, cái việc đấy. Thì thôi bây giờ chú xuống chú à, trước cô về đi. Cô ở đâu thì xuống trước cô về đi. Để xin lỗi cô cho nó vợ chồng và tụ nhau và để cho con cái nó có bố không tin. Con này là người như vậy đâu. Từ trước giờ con nói bố không tin mà. Đấy. Mày ảo cho cậu à. Bà thấy chưa? Mày thấy chưa? Bà thấy nhá, cháu với bà thường chưa? Không nói ra thì không được, mà nói ra thì hết đằng nọ thì khổ đằng kia. Nên là nó hại cả tôi có biết cái gì đâu chi khổ. Mà bảo con là lên mà xin lỗi chú đi. Bây giờ 30 năm nay rồi sao nhận được nó á? Mấy giờ thì làm sao? Còn trong lại tôi nhận được. Bà chưa chưa bà. Nhận đây. Bà đây. Mẹ con là người khổ này. Bà đang ngồi nhà cháu này vậy. Bố cháu này là con chưa? Mấy mình thằng Hùng là con của bà. Con là không. Cháu mày là con của bà, cháu của bà. Bởi vì nhá, thằng Hùng nó cứ ghen ghét. Đây. Mẹ mày cứ ghen ghét. Con là mình, con đây, ai là đâu? Bố cháu đây. Bà nhìn đi. Bố cháu mày là con của bà. Mày ta nói nhá. Nó mà bà hại gia đình bà làm như thế. Nó bởi vì làm sao? Cứ ghét nó như vậy, lúc nào cũng đập, cũng lúc nào cũng đánh. Ngoài. Thì nó ức, nó cứ làm như thế. Con tìm chết rồi. Hả? Con hơi của mày ai, con hơi của mày ai? Không, đi tìm nó luôn đi anh ơi. Chú cứ bình tĩnh. Bây giờ có thân nét ý. Bố con này chú bây giờ là xuống là tìm tôi về đi. Bà biết mọi chuyện đúng không? Chú nói hết chứ. Cháu là bà xấu nhà cháu mê hải, bà nhìn đi. Thôi, không phải tha thứ cho chú. Không đấy. Như vậy được. Nó làm gia đình nhà cháu như này này, bố mẹ cháu ly hôn rồi. Nói ép bà. Nhà cháu ly hôn rồi. Vậy là từ đầu. Nói ép sao? Mẹ mới nói đi. Nói ép sao? Bà biết từ đầu rồi đúng không? Đồng là cái gì? Bà biết từ đầu rồi đúng không? Đồng là cái gì? Mẹ biết từ đầu rồi đúng không? Đồng là cái gì? Bố cháu không phải con bà, cháu hỏi bà có coi bố cháu là một con của bà không? Không phải là cháu phải là cháu không? Của bà không? Hả? Nhưng mà nó gần con mẹ không? Bố mày gần gũi với bà bao nhiêu năm nay rồi? Gần gũi thì nó phải nhiều tình cảm hơn. Nó xa hơn như thế thì bù cho nó. Nó bù đây này. Bù đây. Bù kiểu gì bù gia đình nhà cháu tan nát như này à? Mẹ bù đây. Bù gia đình nhà cháu tan nát như này à? Có mặt với chú tôi là tôi không muốn để coi như gia đình tan nát, kể cả mẹ con cũng vậy. Tôi muốn hài hòa nhưng mà nó không muốn như vậy. Nó coi như nó làm cho tôi coi như là rất rô ra lại chứ không phải không đâu. Bình tĩnh. Rồi. Chân thành cảm ơn bác. Thôi chú đứng lên đi chú. Thôi chú đứng lên. Không có gì cả. Thôi chú cứ đứng lên đi. Được rồi, chú cứ đứng lên bình tĩnh. Bình tĩnh đi tìm cô ấy về đi để coi như là cô ấy Cô ý, bà cứ biết nhà cháu nào, bà tính là anh cháu mừng. Bây giờ phải gọi mẹ lên để nói chuyện được. Thôi, bây giờ nó nói với lại cô ấy để cô ấy về. Chứ còn không để như vậy được. Cô cũng là con người biết nghĩ đấy, không phải không đâu. Cô cũng biết là cô bị hại đấy. Nhưng mà nói là bố con thì chính chú là chú không tin cô ấy. Nhưng mà chính cái Hồng Anh, cái Hoài là nó không tin mẹ nó là như vậy. Nhưng mà thôi biết thì là tôi có lỗi rất nhiều với nhà tôi. Hai đứa. Thôi chú. Mù quáng quá. Thôi chú cứ bình tĩnh. Mù quáng. Bình tĩnh thì là xuống nói với cô ấy. Bây giờ còn mẹ lên nói chuyện rõ ràng với mẹ. Còn bà với thằng Hùng thì để xử lý sau. Để tôi xử lý thằng Hùng sau. Tan nát nhà mình như vậy bây giờ. Còn nên nói thật với chú là bà cũng chỉ bị động nó. Bà nghe nó nên là nó mới ra công chuyện như vậy. Kể ra bà phải xuân sắc ra. Xuân ấy ra thì coi như là không đến nỗi mà phải. Nhưng mà tôi nói với bà. Thằng bao nhiêu năm nay giờ tôi nhận nó. Nó cứ đe nọ đe kia nó bảo vậy thì mẹ bà mẹ thế nào thương nó à. Thương cũng thương thế nào chứ thương như vậy à. Bà phải sang suốt ra bà đừng có như vậy. Mẹ thương như vậy được không? Tôi nói bà không đe bà cần khất đi. Mẹ thương như vậy được mất không? Mất nó lần nữa. Mất làm sao được. Nó nói về nó đe về nó chết sao được mà bà cứ phải lên đấy. Mấy chục năm nay nó cần trả như vậy. Thương như vậy được không? Như vậy thì... Hả? Mẹ thương! Thằng chó à! Qua lại! Qua lại! Thôi! Đi cùng đi! Mẹ đi!